Thưa quý thính giả, tuần qua chúng tôi đã gửi tới quý vị bài thứ nhất trong phần 2 của chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, giới thiệu những tình khúc tiêu biểu sáng tác trong khoảng thời gian từ năm 1954 tới 1975. Và nhạc sĩ đầu tiên chúng tôi đã nhắc tới là Hoàng Trọng. Tuần này chúng tôi xin nói về hai nhạc sĩ Ngọc Bích và Xuân Tiên. Trước đây, khi giới thiệu những tình khúc tiêu biểu sáng tác trước năm 1954 của các nhạc sĩ miền Bắc sau này di cư vào Nam, chúng tôi đã nói về thân thế và sự nghiệp của Ngọc Bích, một trong những tác giả chuyên viết nhạc tình rất được yêu mến. Ngọc Bích là một nghệ sĩ đa tài, từ ca hát, đóng kịch tới soạn nhạc. Riêng trong lĩnh vực sáng tác ca khúc, thể loại nào ông cũng thành công. Nhưng ở đây, chúng ta đang nói về nhạc tình. Và nếu chỉ nói về nhạc tình thì trước năm 1954, Ngọc Bích đã chinh phục cả một thế hệ trẻ thời bấy giờ qua những tình khúc để đời của ông. Từ Lời Hẹn Xưa, khúc nhạc Tương Tư tới Đôi Chim Giang Hồ. Từ khúc nhạc Chiều Mơ, Mộng Chiều Xuân tới Trở Về Bến Mơ. Sống một thời chinh chiến, nhưng hình như nhạc tình của Ngọc Bích không hề vương màu chiến tranh, không bị ảnh hưởng bởi những chia ly, khổ đau của con người, điêu tàn của non sông, nổi trôi của vạn nước. Sau năm 1954, Thanh Bình trở lại với miền Nam, cái chất lãng mạn trong nhạc tình của Ngọc Bích lại càng có thêm cơ hội tuôn tràn. Nhưng lãng mạn trong nhạc tình của Ngọc Bích không phải là những tuyệt vọng, thảm sầu, bi lụy, mà là lãng mạn, hạnh phúc. Một hạnh phúc rất dễ tìm, bởi vì theo ông, chỉ yêu mà thôi đã đủ là hạnh phúc. Có thể nói nhạc tình của Ngọc Bích luôn chất chứa mộng mơ, nhưng không hư ảo. Những sáng tác điển hình sau năm 1954 như khúc nhạc Chiều Mơ, Lời Hẹn Xưa, Mơ Về Sông Hương, Thiếu Nữ Trên Ngà, Giấc Mơ Ngàn đều là những tình khúc êm đềm, đem lại cho tâm hồn người nghe một sự an nhiên, thanh thản, cho dù tình yêu ấy bền lâu hay ngắn ngủi, còn trong vòng tay hay đã vỗ cánh bay xa. Ngọc Bích đã qua đời tại Hoa Kỳ cách đây 7 năm, nhưng hình như người ái mộ vẫn có cảm tưởng ông không đi xa lắm, mà vẫn gần gũi đâu đây, bên dòng nhạc tình êm đềm, dung dị. Chiều nay nhớ về phía xa mơ, ngoài khơi sóng dạt dào ước mơ, phút vui say sưa lời nguyện hòa với tiếng tơ, chờ ngày mai gió gieo lời thơ. Về đâu hỡi bầy lũ chim rừng, ngừng đây nhắn dùm lời nhớ thương. Những đêm nào ôm đàn lòng thổn thức vấn vương, nhạc sâu mơ khúc ca hồi hương, theo mây bay tâm hồn chui đắm đuối trên lòng.
Nhắc tới Ngọc Bích, không thể không nói tới Xuân Tiên. Nguyên nhân chúng tôi sẽ đề cập tới ở một phần sau. Đúng ra, nếu bắt buộc phải giới thiệu các nhạc sĩ theo thứ tự tuổi tác, thì tuần này mới nói tới Xuân Tiên quả là một sự sơ suất. Bởi vì ông ra chào đời vào năm 1921, tức là thuộc thế hệ nhạc sĩ thứ nhất. Ông chỉ thua tuổi một vài người như Lê Thương, Thẩm Oánh, Canh Thân, Nguyễn Văn Thương, v.v. Và hơn tuổi Văn Cao, Hoàng Giác, Hoàng Trọng, Đoàn Chuẩn, Tô Vũ, Phan Huỳnh Điểu, Văn Giảng. Đó là nói về tuổi đời. Còn nói về tuổi nghề thì Xuân Tiên cũng xứng đáng được ngồi chung chiếu với các bậc tiên chỉ của làng tân nhạc Việt Nam. Thực vậy, nếu trước đây chúng ta đã thán phục một Hoàng Trọng tuổi trẻ tài cao, thành lập ban nhạc Thiên Thai khi mới 15 tuổi, thì nói tới Xuân Tiên, có lẽ chúng ta phải gọi ông là Thần Đồng, bởi ông đã bắt đầu chơi nhạc từ năm lên 6. Không phải chơi tài tử, mà chơi như một nhạc sĩ nhà nghề, được rèn luyện cách sử dụng các loại nhạc cụ và có kiến thức, có thực học về âm nhạc. Xuân Tiên am tường cả nhạc lý Tây Phương lẫn Trung Hoa. Ông sử dụng nhuần nhuyễn nhiều loại nhạc cụ, đặc biệt là kèn clarinet, kèn saxophone, flute, tây ban cầm, vĩ cầm, cũng như hầu hết các loại nhạc cụ cổ truyền của Việt Nam, Thái Lan, Campuchia. Được biết, khi còn nhỏ, nhờ được theo thân phụ sang Campuchia sống một thời gian, ông đã có cơ hội tiếp thu và nghiên cứu trực tiếp nhạc dân tộc của xứ Chùa Tháp. Rồi cùng với anh ruột là nhạc sĩ Xuân Lôi, ông đã cải tiến sáo tre thành hai loại 10 và 13 lỗ, có khả năng bao gồm nhiều thể loại âm giai khác nhau. Hai loại sáo này hiện được trưng bày tại Viện Bảo tàng Nhân văn, tức Musée de l'Homme ở Ballet Pháp Quốc. Ngoài ra, Xuân Tiên còn sáng chế cây đàn 60 dây, có khả năng bao gồm tất cả các âm giai, cách trình tấu tương tự đàn tranh, nhưng tay phải để khải giai điệu, còn tay trái để đệm hợp âm. Óc sáng tạo của Xuân Tiên không dừng lại ở đây, mà ông còn cải tiến cây đàn bầu của Việt Nam, sử dụng một trái bầu dài làm hộp quách âm. Vì thế, loại đàn này đã được gọi là đàn bầu Xuân Tiên và đã được sử dụng để trình tấu nhiều lần ở Úc Đại Lợi, nơi nhà nhạc sĩ đã nhận làm quê hương thứ hai. Mặc dù am tường nhạc lý và sử dụng nhiều nhạc cụ Tây Phương, khi sáng tác, Xuân Tiên lại thiên về nhạc dân tộc. Hầu hết các ca khúc của ông đều được viết dựa trên nền ngũ cung của nhạc cổ truyền Việt Nam. Kết quả, dù triển khai thế nào, nhạc của ông vẫn luôn có những nét thuần nhất và đầy âm hưởng dân tộc. Tới đây, trước khi đi sâu vào những nét nhạc dân tộc của Xuân Tiên, chúng tôi xin trở lại câu hỏi đã đưa ra lúc đầu. Tại sao khi nhắc tới Ngọc Bích lại không thể không nói tới Xuân Tiên? Xin thưa, nguyên nhân ấy chính là bản Chờ Một Kiếp Mai, một sáng tác đề đời của Xuân Tiên viết chung với Ngọc Bích. Nghe tình khúc bất hủ ấy qua thể điệu tango lả lướt bay bướm của phương Tây, có lẽ chẳng mấy ai có thể ngờ tác giả lại là một người chuyên về nhạc dân tộc và đã có công cải tiến cái đàn bầu độc đáo của quê hương. Một chiều ngoài trời u ám, mưa rơi hiu hắt lắng mơ hình bóng xót xa ngân trong cung đàn. Ngày vui năm xưa đâu còn, rồi một ngày nào xa nhau hẹn cùng trăng nước nhớ câu nguyện ước, nhớ khi chia tay đôi đường lòng còn vương vấn. Lạnh lùng ngày ngày năm tháng dần dần phai úa nỗi thương niềm nhớ, trách ai quên câu mong chờ hẹn nhau dưới ánh sao mờ. Người ơi dù người xa cách nghe còn tha thiết, nhưng khi chiều vắng nhớ trăng đêm nào đôi lòng hòa tiếng tơ vàng, chiều buồn về nghe dân ý thơ chờ mong. Hẹn ngày nào về trong giấc mơ, ôi buồn nhớ nhung một chiều xưa, hồn say đắm rồi chờ ta theo với người em ngoài phương trời. Hãy
thời gian chờ đợi người về một kiếp mai mơ màng tới ân tình đừng phai trần gian phút vàng buồn theo năm tháng tình duyên đành lỡ ngang một chiều ngoài trời u ám mưa rơi hiu hắt lăng mơ hình bóng xót xa ngân trong cung đàn ngày vui năm xưa đâu còn rồi một ngày nào xa nhau hẹn cùng trăng ngước như câu nguyện ước như khi chia tay đôi đường lòng còn vương vấn lạnh lùng ngày ngày năm tháng dần dần vay úa nỗi thương niềm nhớ trách ai quên câu mong chờ hẹn nhau dưới ánh sao mờ người ơi dù người xa cách nhà còn tha thiết nhưng khi chiều vắng nhớ chẳng đêm nào đôi lòng hoa tiếng tơ vàng chiều buồn về nghe dâng ý thơ cũng đang nhớ những lời thề xưa còn đâu tiếng lòng còn đâu hình bóng một mùa chờ mong hẹn ngày nào về trong giấc mơ ôi buồn nhớ nhung một chiều đắm rồi chờ ta theo với người em ngoài phương trời. Trong số quý thính giả hiện vào ở tuổi ngũ tuần trở lên, có lẽ hầu hết đã ít nhất là một lần nghe qua ca khúc Hận Đồ Bàn của Xuân Tiên. Có thể nói đây là một ca khúc lạ thường, kết hợp kiến thức nhạc học với sự giao cảm giữa tâm hồn tác giả với cảnh hoang phế điêu tàn của vương quốc Chiêm Thành thuở xưa, với nỗi hờn vong quốc của dân hời còn hằn sâu trên bia đá. Sự tài tình của Xuân Tiên qua bản Hận Đồ Bàn là ông đã khiến cả người hát lẫn người nghe như cùng mang tâm trạng tuyệt vọng và niềm đau quá khứ của dân Chiêm, mơ bóng chiến thuyền chế bồng Nga trở về kinh đô nhưng nào đâu thấy, để rồi cứ hát mãi bài hận ca vong quốc. Thank you.
Với nhạc tình của Xuân Tiên, có người nói tình yêu trong nhạc của ông đều là tình non sông đất nước. Điều đó chỉ đúng một nửa. Muốn cho chính xác, phải nói tình yêu trong nhạc của Xuân Tiên là tình yêu đôi lứa gắn liền với tình non sông đất nước. Bởi nếu không có tình yêu đôi lứa, các ca khúc viết về tình non sông đất nước rất dễ bị lạc vào rừng nhạc khẩu hiệu, nhạc tuyên truyền. Các ca khúc nổi tiếng của Xuân Tiên như Khúc Hát Ân Tình, Duyên Tình, Về Dưới Mái Nhà đều là những ca khúc tình cảm đem lại niềm tin yêu. Có Lý Tưởng Chăng cũng chỉ là cho thơm hương đời lúa vàng tình ơi, ngày mai hạnh phúc nơi nơi reo cười, quê hương thôi đau sầu ngăn sông núi cách chia, ta đem yêu thương về cho phương Bắc. Xuân Tiên sáng tác khá nhiều, nhưng ông chỉ nhớ được khoảng 40 bản, và sau khi ra hải ngoại, đã cho in thành tuyển tập Duyên Tình Xuân Tiên. Ngoài ra, gần đây ông còn cho xuất bản một tập thơ, lấy tên là Thơ Xuân Tiên. Cũng cần nói thêm, Xuân Tiên không chỉ cầm bút để viết nhạc, để làm thơ, mà còn cầm bút để viết báo. Và đó cũng là nghề tay trái, thú tiêu khiển của ông trong những năm tháng định cư tại thành phố Sydney, xứ Úc Đại Lợi. Nếu nói nhạc là người, thì trong trường hợp Xuân Tiên, câu này khá chính xác. Những ca khúc tình cảm chan chứa tin yêu, đầy tình người, tình dân tộc ấy đã được thể hiện qua con người và cuộc sống của tác giả. Xuất hiện trên một video ca nhạc cách đây hơn một năm, khi ấy đã 86 tuổi, mà từ cách ăn diện cho tới cách pha trò, Xuân Tiên vẫn còn phong độ, vẫn trẻ trung, yêu đời. Có lẽ đối với ông, tuổi trẻ hay tuổi già cũng đều nằm trong cuộc hành trình mà ông gọi là dìu nhau đi vào chung bóng mơ. Người từ từ phương Bắc đã qua sông 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 dài tìm đến phương này một nhà thân ai. Ơi tình Bắc duyên Nam là duyên tình chung muôn đời ta đắm say. Gặp nàng, nàng là thôn nữ, mắt duyên cười say, môi hồng, tình ngát đôi lòng, mộng vàng chung bờ. Ơi, mạch đất dâng hương là hương, cần lao chung đời, vai sát vai. Bóng mơ.
Oh.